Lan Ngọc xuất hiện với hình ảnh tay chân bầm dập, mặt phờ phạc, chuyện gì đây? Trên Instagram, diễn viên Lan Ngọc bất ngờ đăng tải tấm hình với thương tích bầm dập. Cụ thể, phần chân của cô bị bầm tím một khoảng lớn. Cô cho biết vì không uống thuốc được nên phải sử dụng miếng dán giảm đau vết thương. Ngoài ra, nữ diễn viên còn bị sốt cao và đang nghỉ ngơi để ổn định sức khỏe. Lan Ngọc thông báo tình trạng sức khỏe của mình khiến người hâm mộ lo lắng. Không biết nữ diễn viên đang gặp vấn đề gì về sức khỏe, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng và gửi lời động viên đến diễn viên gái già lắm chiêu, mong cô mau chóng khỏe mạnh để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Vì gặp vấn đề sức khỏe, lịch trình trong thời gian sắp tới của Ninh Dương Lan Ngọc phải dời lại để có thể đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho nữ diễn viên. Trước đây, chị gái của Ninh Dương Lan Ngọc đã từng thông báo đến khán giả rằng nữ diễn viên bị sốt CV, khi đó Lan Ngọc đã phải nhập viện vì sốt cao, làm việc quá sức. Ninh Dương Lan Ngọc là một nữ diễn viên sinh năm 1990, nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam. Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khá sớm từ năm 17 tuổi, cho đến nay, Ninh Dương Lan Ngọc đã thực sự tỏa sáng và đạt được nhiều thành công rực rỡ trên màn ảnh Việt. Với ngoại hình xinh đẹp, làm việc cần cù và không ngừng phấn đấu hoàn thiện bản thân với nghiệp diễn xuất, đóng quảng cáo và clip ca nhạc, Ninh Dương Lan Ngọc đã khẳng định được tên tuổi của mình trong làng showbiz Việt.